Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá tối ngày 25 tháng 12 của Game Bóng Đá TV. Trước khi đến với những thông tin chi tiết, hãy dành một giây like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Ngay sau đây sẽ là những tin tức chính trong bản tin hôm nay. Trang Sport Bible mới đây đã công bố danh sách các cầu thủ sút phạt giỏi nhất được phân vào các cấp độ khác nhau. Theo đánh giá của Sports Bible, Messi được xếp vào hạng đẳng cấp thế giới cùng với ba đồng nghiệp David Beckham, Sinisa Mihailovic và Andrea Pirlo. Về phần mình, Ronaldo lại vào nhóm những cầu thủ overrated được đánh giá quá cao so với giá trị thật về khả năng sút phạt. Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, CR7 từng không ít lần làm tung lưới đối phương từ những tình huống cố định trong mùa áo đội tuyển Bồ Đào Nha, Manchester United nhiệm kỳ đầu và Real Madrid. Tuy nhiên, kể từ khi đầu quân cho Juventus và sau đó trở lại đội bóng cũ MU, cầu thủ sinh năm 1985 này lại không còn duy trì được thói quen nói trên. Còn về Messi, dù ở Barca hay trong mùa áo của Paris Saint-Germain, những cú sút phạt của cầu thủ người Argentina luôn là mối uy hiếp mọi khung thành. Tuy nhiên, vận đen ở Ligue 1 vẫn đang đeo bám Messi khi cột dọc và xà ngang đang liên tục từ chối những siêu phẩm của M30. Ở trận lượt đi vòng bán kết AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam đã thua Thái Lan 0-2 đầy cay đắng vì các quyết định tranh cãi của trọng tài Shaw Ali Al Abba. Trong cuộc họp báo trước trận lượt về, huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục nhắc lại vấn đề này. Ông cho biết, nói thêm về trọng tài, tôi đã xem lại trận lượt đi nhiều lần và thực sự mất ngủ vì quyết định của ông ta. Tôi nghĩ 100 triệu người dân Việt Nam cũng có chung cảm xúc với chúng tôi, cũng buồn, uất ức đến mức độ mất ăn mất ngủ. Tôi không hiểu tại sao trọng tài lại đưa ra các quyết định một chiều như thế. Nếu có thời gian, tôi mong vị trọng tài ấy hãy xem lại những gì mình đã làm. Chắc chắn anh ta sẽ phải suy nghĩ. Chelsea đang trong guồng quay khủng hoảng của tháng 12 như thông lệ thường niên của họ. Thomas Tuchel cũng đang ngàn cân treo sợi tóc khi mà có vẻ vị chủ tịch người Nga của sân Stamford Bridge đã tỏ ra mất kiên nhẫn. Theo Daily Express, nhiều nguồn tin thân cận của vị tỷ phú Roman Abramovich đã tiết lộ rằng huấn luyện viên Thomas Tuchel sẽ bị sa thải ngay lập tức nếu như Chelsea để thua Aston Villa trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 19 giải bóng đá Ngoại hạng Anh tới đây. Sau chức vô địch UEFA Champions League mùa hè vừa rồi, cùng thành tích ấn tượng hồi đầu mùa, nhiều người tỏ ra sẽ thật bất công nếu như Thomas Tuchel bị sa thải. Theo đó, lỗi lớn không phải thuộc về vị chiến lược gia người Đức. Tuy nhiên, ông Abramovich có vẻ không quan tâm tới điều ấy. Vị tỷ phú người Nga đã vung quá nhiều tiền để mua các ngôi sao về dưới đế chế của ông. Vấn đề là hệ thống chiến thuật của Tuchel đã không khiến những cầu thủ tấn công của The Blue tiến bộ lên. Theo nguồn tin TNT Sport từ Brazil, Rafinha đã đạt thỏa thuận gia nhập Bayern Munich vào tháng 1 năm 2022 với mức giá 50 triệu euro. Nếu thành sự thật, đây sẽ là thương vụ gây sốc cho tất cả. Cầu thủ người Brazil gia nhập Leeds với giá 20 triệu euro vào mùa hè năm 2020 từ Rennes. Rafinha nhanh chóng tỏa sáng và trở thành ngôi sao được săn đón tại Premier League. Hàng loạt câu lạc bộ lớn đã đánh tiếng chiêu mộ Rafinha vào mùa hè vừa qua, bao gồm MU, Liverpool và Arsenal, nhưng không có thương vụ nào xảy ra. Ở mùa giải này, Rafinha tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao bất chấp sự sa sút của Leeds. Cầu thủ 25 tuổi này còn tỏa sáng trong mùa áo đội tuyển quốc gia Brazil, qua đó giúp giá trị của anh tăng vọt. Trong bối cảnh đó, nhiều người tin rằng các đại gia tại Premier League sẽ sớm chiêu mộ Rafinha. Tuy nhiên, thông tin TNT Sport đưa ra lại hoàn toàn trái ngược. Nó thậm chí sốc hơn khi cho rằng Leeds sẽ nhả Rafinha ngay trong tháng 1. Đội bóng áo trắng đang đối mặt nguy cơ xuống hạng ở mùa này, trong khi Rafinha là niềm hy vọng lớn nhất của họ. Mặc dù vậy, các tin đồn gắn với Bayern Munich thường có mức xác thực rất cao. Bayern là một trong số ít các câu lạc bộ ở châu Âu chuyển nhượng trong âm thầm và luôn nhanh chóng đạt được mục tiêu họ muốn có. Bà lãnh đạo hùng sám tin tưởng Rafinha sẽ trở thành một trong những cầu thủ chạy cánh hàng đầu thế giới và thay thế hoàn hảo Kingsley Coman, người đang dục dịch rời đi. Huấn luyện viên Eddie Howe đang tìm cách nâng cấp các lựa chọn trên hàng công của mình vào tháng riêng với sự giúp đỡ từ các ông chủ người Ả Rập Xê Út siêu giàu của câu lạc bộ. Và Ighalo là một trong những cầu thủ mà cựu huấn luyện viên của Bournemouth đang để mắt tới. Ighalo hiện đang chơi cho Al Shabab của Ả Rập Xê Út, được cho là sẽ không từ chối lời đề nghị này ngay trong mùa đông. Manchester United từng bất ngờ mượn tiền đạo này về ở mùa giải 2019-2020. Anh chơi 23 trận và ghi 5 bàn trước khi trở lại Shanghai Shenhua ở Trung Quốc. Sau đó gia nhập Al Shabab. Anh đã ghi 9 bàn sau 13 trận cho đội bóng này, giúp anh trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu của giải đấu. Hợp đồng hiện tại của anh với Al Shabab kết thúc vào cuối mùa giải 2022-2023. Hậu vệ trẻ Trent Alexander-Arnold cho biết anh muốn ký hợp đồng với Kevin De Bruyne và Son Heung-min cho Liverpool. Phát biểu trong chương trình YouTube Uncut của Premier League, cầu thủ tốt nghiệp học viện của Lữ đoàn Đỏ trả lời về việc anh muốn đưa hai cầu thủ nào đến Anfield vào tháng riêng. Anh nói, De Bruyne và Son. De Bruyne là vì tôi ngưỡng mộ anh ấy rất nhiều, tầm nhìn kỹ thuật, độ chính xác của anh ấy, một cầu thủ xuất sắc. Những pha kiến tạo và cơ hội tạo ra, anh ấy thật đáng sợ. Son, một lần nữa, một cầu thủ xuất sắc, tốc độ, khả năng dứt điểm và sự điềm tĩnh. Ngôi sao của Liverpool đang tận hưởng một mùa giải tuyệt vời, đóng góp 8 đường kiến tạo và 2 bàn thắng chỉ sau 16 trận ra sân tại Premier League mùa giải 2021-2022. Alexander-Arnold là một trong những hậu vệ cánh nổi bật nhất thế giới. Mặc dù giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Việt Nam ở lượt đi và có được lợi thế rất lớn,
Tuy nhiên Thái Lan cũng đang phải nhận tới 4 thẻ vàng. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần nhận thêm một tấm thẻ vàng nữa ở trận lượt về, các cầu thủ này chắc chắn sẽ vắng mặt nếu như Voi Chiến lọt vào vòng chung kết. Đáng nói, 4 cầu thủ Thái Lan nhận được thẻ vàng ở trận đấu trước đều là những trụ cột của hàng phòng ngự. Nếu trọng tài bắt công tâm hơn, tình hình của đội tuyển Thái Lan còn có thể tệ hơn bây giờ rất nhiều. Với việc 4 trụ cột này chỉ cần nhận một thẻ vàng nữa là sẽ bị treo giò, đây sẽ là bài toán rất đau đầu với huấn luyện viên Monopolkin. Đội tuyển Thái Lan hiện đang nắm trong tay lợi thế lớn nhưng chưa chắc chắn giành vé vào chung kết. Vì thế nếu cất những cầu thủ quan trọng này lên băng ghế dự bị, khả năng phòng ngự của Voi Chiến trước đội tuyển Việt Nam sẽ bị giảm đi đáng kể. Bản tin bóng đá tối ngày 25 tháng 12 của chúng tôi đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Hiền bóng đá kết nối niềm đam mê thúc cầu.